Hello, chào mấy anh em nha, chào 2135 anh em ha. Thì lâu nay mình chưa có làm lại video, thì trước tiên đó là tại vì chia sẻ với mấy anh em là vấn đề thứ nhất là mình bận, cái thứ hai đó, khi mình làm cái video gì á thì mình phải trải nghiệm đó, mình phải làm thực tế thì cái kết quả nó ok thì mình mới dám chia sẻ với mấy anh em ha. Thì trong cái vấn đề video ngày hôm nay á, thì mình như cái tiêu đề là mình chia sẻ với mấy anh em á, là những cái kinh nghiệm này á, là ít ai mà chia sẻ lắm, tại vì nó rất là chi tiết. Thì ngày hôm nay có hai cái vấn đề. Thứ nhất á, là chia sẻ về vấn đề và nguyên nhân làm cho cái cá mà nó chết 90% là nó chết vì đâu. Cái thứ hai á, là vấn đề là cách xử lý của nó, cộng thêm á, là một ý nhỏ là cái vấn đề là mình sẽ quay những cái bộ gen cá chuẩn gen cá mình đang nuôi, thì để cho mấy anh em tham khảo cách chọn giống cũng như là cái anh em nào có nhu cầu cần giống á, thì liên hệ với mình nha, thì mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em với cái giá mà nó hợp lý nhất. Ok, thì bây giờ là mình đi vô vấn đề đầu tiên nha mấy anh em. Thì chia sẻ với mấy anh em luôn tại sao mình nói là 90% là nguyên nhân cá chết từ cái vấn đề này. Đó là không phải là nguồn nước nha mấy anh em, mà đó chính là thức ăn nha. Thức ăn là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến mà cá chết tới 90%. Tại vì mấy anh em biết sao không? Nguồn nước mà nó có ô nhiễm đi nữa thì cũng chỉ từ thức ăn. Chỉ có 10% về vấn đề mà nhiệt độ làm ảnh hưởng tới nguồn nước thì con cá nó mới chết. Thì thành ra 90% đều do thức ăn hết. Cá chết thì đều do thức ăn hết nha mấy anh em. Chứ mình chia sẻ với mấy anh em là có những nơi đó, nhiệt độ người ta cao hay là nhiệt độ người ta nóng hay là lạnh quá, người ta vẫn nuôi được cá nha mấy anh em. Đó thì thành ra, nhưng mà trong cái nguồn thức ăn đó thì quan trọng nhất là vẫn là cách chơi. Thì có mấy video trước thì mình chia sẻ với vấn đề là cách cho anh chung chung nó không có chi tiết, thì mình thấy mấy anh em nhiều, mấy anh em hỏi dữ quá cho nên mình mới làm video này để chia sẻ một cái cách chi tiết nhất ở từng cái góc độ của con cá, từng cái thời điểm con cá mà cho anh làm sao để cho nó phù hợp nha mấy anh em. Tại vì không phải là cho anh ít nhiều lần là lúc nào nó cũng gọi là phù hợp đâu, tại vì cái khí hậu và cái nhiệt độ của mình nó khác, chứ ở miền Bắc nó khác, ở miền Tây nó khác, ở miền miền núi đại khái là như vậy. Cho nên mình cho anh làm sao, thành em ví dụ mình nghiên cứu kỹ thì mình mới chia sẻ với mình cho anh làm sao để cho nó phù hợp nhất nha mấy anh em. Thì mình sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể để cho mấy anh em khi nào ví dụ như là có cứ áp dụng vô và cứ cảm nhận được là những cái vấn đề đó tùy theo cái phù hợp với cái môi trường và cái khí hậu của mấy anh em nha. Thì mình ví dụ cụ thể như thế này, nếu ví dụ như mình đang này ở mình là đang nắng nóng này mà đùng cái mưa nó xuống thì mình sẽ không bao giờ tra, ví dụ như mình đang tra cá ăn trùng đúng không, mình sẽ không bao giờ khi mà tra cá ăn trùng khi mà mưa nó xuống nha mấy anh em. Tại vì sao? Khi mưa là nó sẽ thay đổi đột ngột về vấn đề mà khí hậu của con cá, thay đổi thời tiết đó, nó làm thay đổi cái môi trường của con cá, nó thay đổi rất là đột ngột. Thì khi như vậy thì mấy anh em cũng biết mà, thì con cá nó sẽ thứ nhất là nó sẽ ít ăn. Cái vấn đề thứ hai là khi mà không khí lạnh nữa thì nó sẽ phát triển rất là nhiều về cái vi khuẩn nấm nha mấy anh em nha. Cho nên mấy anh em đặc biệt mưa xuống mấy anh em cho ăn ít lại, ví dụ như đặc biệt là không cho ăn trùng nha nha mấy anh em, chứ không phải bình thường. Ví dụ như mấy anh em cho ấy, mấy anh em cho đùng bình thường, mấy anh cho bình thường, mưa xuống mấy anh em vẫn cho bình thường là như vậy cá sẽ rất là dễ chết. Tại vì sao? Nó ăn nó không tiêu hóa, nó không tiêu hóa, tại vì nó môi trường thay đổi nhiệt độ thì đương nhiên cơ thể nó đang kích thích với cái môi trường hiện tại, cho nên nó sẽ ăn rất cái trong cái sức ham cái sức muốn sức ăn của nó rất là ít nha. Mà mấy anh em cho ăn nhiều quá vẫn như bình thường chứ không phải là nhiều thì nó sẽ dễ, thứ nhất là đặc biệt là cho ăn trùng nó sẽ không tiêu hóa được, nó sẽ dễ phát sinh những bệnh như là ví dụ như sù quẩy hay là đi phân trắng sình bụng vậy đó. Đó
Đặc biệt là ví dụ như nhiều khi, ví dụ như nấm nữa nha mấy anh em, nó cũng xuất hiện nhiều. Cho nên đặc biệt mưa nó xuống thì tốt nhất cho ăn ít lại, và không có cho ăn trùng chỉ nha mấy anh em, hạn chế nó lại. Còn cái con cá nó phù hợp, đây là mình nói là những cái con cá bình thường, còn mấy anh em nuôi cảm thấy mà phù hợp không sao, hay là nó qua rồi thì mấy anh em cứ cho ăn thoải mái. Còn riêng mình chia sẻ cho những anh em nào mà mua cá về, hoặc là ví dụ như là con cá khi mùa mưa mà không có biết cách nó thay đổi thời tiết đột ngột, nó không biết cách xử lý, thì mấy anh em đã làm như vậy nha mấy anh em. Rồi cái thứ vấn đề thứ hai á, là mấy anh em biết sao không, như ví dụ như là trời nóng quá, trời nóng quá như thế nào con cá vẫn thay đổi, con cá vẫn dễ đột tử nha, trời nóng là dễ đột tử. Thì đặc biệt nó cũng dễ là nếu mà nóng quá thì nó vẫn dễ là nấm nè, nó vẫn xuất hiện nha. Và mấy anh em biết sao không, nếu ví dụ như trời nóng quá thì mấy anh em phải cho ăn vừa đủ, không được dư thức ăn, mấy anh em hút sạch hết. Tại vì những cái thức ăn đó khi mà nóng á, trời mà nóng á thì nó dễ bị kiểu như là bị nhanh hư á, đại khái vậy á, thì nó sẽ phát triển ra những con vi khuẩn nấm, nó ảnh hưởng tới con cá. Và trời nóng quá mấy anh em cho ăn nhiều á, thì nó cũng dễ bị bệnh da mấy anh em. Tại vì nóng quá con cá nó sẽ quá nóng, rất nóng nha, chứ không phải là vấn đề là ví dụ như nắng nóng bình thường nha mấy anh em. Nắng nóng bình thường thì cá nuôi rất là tốt, mấy anh em phải phân biệt hai vấn đề đó nha mấy anh em. Hiện tại như chỗ mình này đang rất là nóng, cho nên thứ nhất là mình phải bật mấy quạt xử lý làm sao và cho ăn sao nó phù hợp. Và đặc biệt là trời nóng là mình phải hút cặn cho thật sạch sẽ nha mấy anh em. Rồi cái vấn đề chi tiết thứ ba nữa là cách cho ăn nữa, là như cái nguồn thức ăn nữa như thế nào. Ví dụ như mấy anh em như thế này nè, ví dụ như là con cá nó đang bệnh thì mấy anh em nên, ví dụ như con cá nó bả ăn đi nha, nó chưa có dấu hiệu bệnh, thì mấy anh em tốt nhất là phải cho nó bả ăn một ngày. Tại sao? Thứ nhất, nếu ví dụ như nó không có tiêu hóa tốt thì nó sẽ tiêu hóa. Nếu ví dụ như nó bị trướng bụng, nó bị trướng bụng thì nó sẽ tiêu hóa hết cái phần thức ăn còn lại. Là chứ nghĩa là một ngày mình không có cho ăn là nó sẽ tiêu hóa cái lượng thức ăn mà đang dư trong cái cơ thể của nó. Chứ mấy anh em ví dụ như ăn nó đã bả, mấy em thấy lao quá mấy anh em bả vô thêm thì nó ăn nữa thì nó sẽ dễ bị là sù quậy, và nó dễ bị chết, nó dễ bị đột tử, nó bụng nó to quá nó chết, nó đột tử là chuyện bình thường nha mấy anh em. Rồi cái vấn đề thứ hai là ví dụ như nếu con cá bạn nó phát triển cái dấu hiệu là nấm, thì những cái con cá mà bị bệnh á là nó sẽ ăn rất là ít, mà khi mấy anh em vi khuẩn nó nằm trong đó rồi, mấy anh em bỏ thức ăn vô nữa nó không ăn. Thường thường nó bỏ ăn, mấy anh em bỏ nhiều là nó không ăn, cho nên bỏ vô nữa thì cái nước, đặc biệt là ví dụ trời nóng, nó sẽ dễ thức ăn mà nó dư thừa, nó sẽ dễ thành cái vi khuẩn nấm, nó làm ảnh hưởng càng nặng đến con cá nữa. Đó là nguyên nhân vì sao mà con cá mà có dấu hiệu bỏ ăn là mấy anh em không ngưng lại, không cho ăn nha mấy anh em. Đó cũng liên quan tới nguồn thức ăn. Đó. Và khi con cá bệnh, đặc biệt con cá bệnh cũng vậy, mấy anh em cho ăn ít lại, và đặc biệt là nếu cho ăn thì ăn Actomy ấp nở nha mấy anh em. Nó rất là quan trọng. Và xuyên suốt trong cái quá trình trị bệnh đó thì hạn chế cho ăn đến khi nào mà con cá nó khỏe thực sự. Và nó khỏe thực sự, nó sung thì mới cho ăn trùng chỉ lại nha mấy anh em. Cái trùng chỉ nó có nhiều mặt của nó lắm đó nha mấy anh em. Đặc biệt là ví dụ như nếu mà mấy anh em muốn mà an toàn, mấy anh em chưa biết cách xử lý đó, thì ví dụ như, tại vì có một số anh em là nuôi sức cá số lượng, thì bây giờ nuôi số lượng thì đâu thể nào canh được, cho nên cho ăn trùng chỉ nó tiện, thôi kệ nó, con nào chết thì quen qua. Còn nếu ví dụ như mấy anh em mà nuôi ít vừa phải đủ kiểm soát đó, thì mấy anh em nên là ví dụ như 2 ngày mấy anh em cho ăn trùng chỉ một lần, hoặc là ví dụ một tuần mấy anh em cho cỡ 3 lần thôi nha. Thì và ví dụ như là buổi trưa thì mấy anh em cho ăn nha, thì nó sẽ tiêu hóa nó rất là tốt. Đặc biệt là nếu ví dụ như buổi trưa mà nó nóng quá thì để cho nó mát mát tí xíu rồi mấy anh em cho ăn, để cho con cá nó dễ tiêu hóa hơn. Đặc cái nghĩa là cực kỳ nóng nha mấy anh em, nếu mà thời tiết cực kỳ nóng nha, chứ mình không nói là dạng như nắng nóng bình thường, mấy anh em phải phân biệt hai vấn đề đó. Đó thì mình chia sẻ với mấy anh em những cái vấn đề đó, rồi dựa vô những cái tình trạng của con cá mà mấy anh em phải là
cho ăn sao cho nó phù hợp, tại vì nguồn thức ăn là nó ảnh hưởng tới con cá chết, con cá chết từ nguồn ăn cực kỳ nhiều nha mấy anh em, rất là nhiều luôn. Mà mấy anh em không biết, ví dụ giá buồn buồn cứ auto cứ ngày đây mình vẫn hút cạn sạch, mà tại sao con cá cứ lâu lâu là nó chết, lâu lâu là nó chết? Đó là do nguồn thức ăn. Phải đợi con cá khi nào nó bảo ăn hoặc là khi nào nó ăn ít thì phải cân nhắc cái vấn đề mà thức ăn cho nó phù hợp. Đặc biệt khi mà nó bảo ăn không nên bỏ trùng chỉ vô cho nó nha mấy anh em. Phải kiềm chế cảm xúc được lại cho mình. Và những cái chi tiết này thì ít ai chia sẻ lắm, tại vì bản thân mình lúc trước mình cũng chia sẻ những cái chung chung, có nghĩa là ví dụ ngày cho ăn ba cử, hay là mình không có nói vấn đề là cá bệnh hay thay đổi thời tiết, hoặc là ví dụ như này mới thay nước xong phải để cho con cá nó quen đã, nó thoải mái, để ví dụ như nó khỏi bị sốc, đợi khoảng ví dụ vài tiếng rồi hãy cho ăn nha, nhớ nha mấy anh em. Hoặc là ví dụ như lỡ cho ăn rồi thì cách vài tiếng sau thì mới thay nước, không đừng có vấn đề là mới thay nước xong là cho con cá ăn liền. Khi như vậy là nhiều khi con cá khỏe nó không sao, con cá nó yếu thì nó sẽ rất dễ bệnh, y như là mình mới ăn na mà tắm vậy, đại khái là như vậy nha mấy anh em. Thì con cá này đương nhiên nó yếu hơn mình, nó làm sao nó mạnh hơn mình, cho nên cái vấn đề ví dụ mới thay nước xong hạn chế, phải cách khoảng ra một thời gian thì mới cho cá ăn. Đặc biệt là ví dụ như là cho ăn những cái nhẹ nhẹ trước rồi xong đã rồi lúc sau là mình mới cho ăn những cái mạnh, nhớ nha mấy anh em. Cái vấn đề thay nước đó, nó cũng quan trọng cực kỳ nha mấy anh em, về vấn đề cách cho ăn. Thì mình làm như vậy thì con cá nó khỏe đó. Thì đó là mình chia sẻ về vấn đề mà nguyên nhân cũng như là cái cách mà xử lý những cái vấn đề mà cho ăn cho mấy anh em mới tập chơi biết, hoặc là những anh em chơi lâu mà chưa có để ý, chưa có kiểm soát được cái vấn đề cho ăn của mình. Thì cảm ơn mấy anh em, nếu cảm thấy ví dụ như là không đúng thì mấy anh em cứ lướt qua, tại vì đây là quan điểm cá nhân của mình và bữa giờ mình trải nghiệm rồi nha mấy anh em. Rồi thì bây giờ là mình chia sẻ với mấy anh em là vấn đề mà những cái con cá giống gen hiện tại mình đang có. Đây là mấy anh em đó, đây là những cặp cá mẹ nè, còn đây là cũng là những cặp cá mà tơ nhưng mà anh em nhưng mà chưa đẻ. Mấy anh em có mấy cặp thôi, thì nó đẻ ra bữa nó đẻ ra ngớ, mà thằng cháu nó chăm sóc sao nó ra đi hết. Thì bây giờ đã còn một bầy nè, đây là mình show cho mấy anh em thấy. Cá đây là ví dụ như là mười Red Ear có pin chơi nha mấy anh em, đây là 15 tháng 4, là nó tầm là 2 tháng mấy ngày, 1-2 ngày vậy đó, tầm 2 tháng. Mà mấy anh em thấy không, nó lên rất là nhiều nha mấy anh em. Đó là nguyên nhân vì sao mà cũng là Red Eerie Bông hay là cũng Red PNC, nhưng mà giá cả nó khác nhau hoàn toàn, chênh lệch nhau rất là nhiều nha mấy anh em. Mấy anh em chia sẻ thấy không, bộ gen. Còn đây này, đây là cùng bộ với ná, mà ná là Red Eerie thường, cũng sai 2 tháng luôn, mà mấy anh em thấy nó lên tay nhiều không. Đây là nguyên nhân vì sao mà có những bộ gen nó cực kỳ đỉnh. Thì cá ví dụ như là mình cũng bán cho mấy anh em hết rồi, cho nên nó Red Eerie và Ribbon hay PNC thì nó cũng tầm như đây thôi. Hiện tại đang có một bầy với cái mấy cặp tơ, tơ đang ghép đây. Thì anh em nào cần thì mình sẽ chia những cái cặp lớn mà tơ. Còn vấn đề thứ hai là đây, đây là bộ gen view PNC dày của mình nha mấy anh em, đã ghép trống rồi nha, size tầm 3 tháng nha mấy anh em, và nó lên rất là đẹp. Cái bộ gen chuẩn á, là mấy anh em biết sao không? Là nó lên từ con mái luôn, mít đầu luôn này, hai con mái mít đầu không, phin dày nha mấy anh em, sọt body phin đỏ dày nha mấy anh em. Cho mấy anh em thấy bộ gen mà phin dày nó như thế nào. Thì mấy anh em cần thì cũng liên hệ với mình nha. Đây là những cặp mà mình ghép, tại vì nó 3 tháng là phải đâu là mình ghép rồi, cũng rất là dày nha mấy anh em, dày mà phin đã nha, thấy không, tay bơi rất là đẹp. Mình coi bộ gen á nó có ổn hay không á là mình coi mấy con mít đầu nữa nha, mấy con mít đầu, tại vì cá này chỉ có mít đầu và không mít đầu, nhưng mà đây đa số là ví dụ như mít đầu và phin nó cũng rất là đẹp, rất là dày nha mấy anh em, chứ không phải nó cù bắp đâu. Để mình dớt lên cho mấy anh em coi, thấy không, đó mấy anh em.
Hiện tại thì mình chỉ chia lại hai backup thôi. Còn đây giờ gold này, gold mấy anh em để ý này, gold đây là size 2 tháng rưỡi nha mấy anh em. Mình mở ghép chống máy này, tại vì nóng quá mình ghép cho nó này. Nhưng mà mấy anh em thấy này, con gold nào mà ví dụ như là đã đỉnh á thì làm giống á thì cái bộ gen của nó, hai con đây là cùng bày này, mà nó lên hầu hết là 100%, 90-100% nha mấy anh em. Còn cái bài đây thì nó lên ít hơn. Bài đây thì nó lên được 8 cặp lựa ra full cầu nhã. Còn ở đây là lên nhú tay, size là 2 tháng 5 ngày nha mấy anh em. Đó, gold đó, đặc biệt là gold là gold chuẩn nha mấy anh em. Này mình dớt lên cho mấy anh em coi này. Gold mà chưa full giáp mà đã phun tay hết rồi nha mấy anh em. Chưa phun giáp mà phun tay rồi mấy anh em biết rồi. Mà tay bơi là lông mia nha. Và cái màu nó rất là đẹp, cho nên đó là nguyên nhân vì sao mà những cặp cá mà nó có giá trị khác nhau, phải không? 500, 700, 800 triệu. Đó là nguyên nhân vì sao mà những cặp cá đây nè mấy anh em. Đó, mình phải cái nắng thì mình mới thấy, tại vì cái đây là cái nghe em thấy không? Chạy về coi về là mới thấy là chưa phun giáp mà đã phun tay rồi nha mấy anh em. Cá còn nhỏ nha mấy anh em, sai cả 2,5 tháng rồi mình ghép luôn. Rồi mấy anh ơi, cảm ơn mấy anh em nha. Mấy anh em nào mà cần gold hay là wheel hay là red ear finchy mà giống chuẩn á thì mấy anh em liên hệ với mình nha mấy anh em. Bộ bài phun tay là mới ghép chống má này. Còn ở đây là chưa ghép chống má luôn nè, mà phun hết rồi nè. Thấy không mấy anh em, phun hết nha. Và tay bơi lông mia cực kỳ dài nha mấy anh em. Rồi, cảm ơn mấy anh em nha.